Từ vụ 11 học sinh ăn sáng 2 gói mì ở Lào Cai, mức hỗ trợ trẻ em tại trường phổ thông dân tộc bán trú được quy định ra sao? Mới đây, mạng xã hội khá xôn xao và phẫn nộ về hình ảnh 11 đứa trẻ tranh nhau 2 gói mì tôm nấu loãng chan với cơm tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1 ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Dù trên bản thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, nhưng 178 học sinh tiểu học bán trú chỉ được hưởng chế độ ăn sáng với mỗi em là một gói mì tôm và một quả trứng. Thậm chí, những loại rau được nấu cho các cháu ăn cũng đã hư hỏng, thối rữa. Vậy, trẻ em bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú sẽ được hưởng những chính sách hỗ trợ như thế nào? Đầu tiên là trường phổ thông dân tộc bán trú là trường phổ thông chuyên biệt được nhà nước thành lập cho con em các dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này. Trường phổ thông dân tộc bán trú có số lượng học sinh bán trú theo quy định hiện hành. Hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú sẽ bao gồm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở. Về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ thì học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải là học sinh bán trú, đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú. Theo đó, học sinh bán trú là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, được Ủy ban Nhân dân cấp huyện cho phép ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập trong tuần do không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày. Về mức hỗ trợ trẻ em học bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú được quy định như sau. Hỗ trợ tiền ăn, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng một năm học một học sinh. Theo đó, với mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng thì 40% sẽ bằng 720.000 đồng trên một tháng với một trẻ. Hỗ trợ tiền nhà ở, đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường. Mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng trên một năm học trên một học sinh. Hỗ trợ gạo, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng một năm học một học sinh. Bên cạnh những chính sách dành cho học sinh, thì trường phổ thông dân tộc bán trú khi tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh cũng được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí tối thiểu bằng 135% mức lương cơ sở trên một tháng trên 30 học sinh. Số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức, nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 5 lần định mức nêu trên một tháng và không quá 9 tháng trên một năm. Ngoài ra thì trường phổ thông dân tộc bán trú cũng được hỗ trợ các chính sách khác như đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị, hỗ trợ mua sắm bổ sung, sửa chữa dụng cụ, vật dụng, lập tủ thuốc dùng chung cho khu bán trú. Tại video này chỉ phân tích dựa vào quy định của pháp luật về mức hưởng chính sách mà các trẻ em học bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú sẽ nhận được. Trở lại với vụ việc thì sau phản ánh của cơ quan báo chí và chỉ đạo khẩn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo thì vào ngày 17 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1 để phục vụ công tác điều tra, xác minh thông tin. Đừng quên nhấn like và subscribe để theo dõi hay cập nhật những video mới nhất từ kênh YouTube Thư viện Pháp luật nha.